Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với thiết bị Hưng Phát. Hôm nay Hưng Phát xin giới thiệu với các bạn máy siết bu lông dùng pin 40V của Makita TPK004GD201. Chúng ta cùng mở máy. Bắt đầu là máy được đựng trong thùng móc bách của Makita, rất là chắc chắn, đẹp. Thay hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Đây là móc đeo để đeo dụng cụ khi mà chúng ta làm việc trên cao. Sạc nhanh DC40RA. Kèm theo đó là hai viên pin 40V 2.5A. Anh em thấy là về kiểu dáng thì máy được thiết kế rất là gọn nhẹ, với động cơ không chổi than, tay cầm cao su chắc chắn và chống trơn trượt. Máy được cung cấp với lực siết bu lông là 350 Nm và lực tháo lên đến 630 Nm, đồng thời với đó là 4 cấp độ chỉnh lực để cho phép chúng ta điều chỉnh với những cái mức độ yêu cầu công việc khác nhau. Tối đa, mức mạnh, vừa và yếu. Ngoài ra cũng giống như là với cái thế hệ tiền nhiệm 18V của nó là con DTPK 300. Khi chúng ta để chế độ tháo, máy sẽ lấy lỏng con ốc và dừng lại. Tiếp theo, chế độ này thì là máy sẽ quay với tốc độ 300 vòng trên phút. Sau khi lấy lỏng con ốc thì máy sẽ quay với tốc độ 300 vòng trên phút. Ở chế độ đầu tiên thì máy sẽ dừng lại ngay sau khi có tiếng phát hiện tiếng búa đầu tiên. Đó. Chế độ thứ hai thì sẽ dừng sau 0,5 giây. Tiếp theo, chế độ thứ ba. Còn khi mà chuyển sang chế độ tháo thì đây anh em thấy chế độ số 1, máy chỉ lấy lỏng con ốc ra thôi. Đó, lấy lỏng con ốc. Chế độ thứ 2, và sang chế độ thứ 3 thì máy sẽ lấy lỏng con ốc và sau đó chuyển về cái mức tốc độ là 300 vòng trên phút. Đó. Chúng ta thấy ngoài ra khi về với kết hợp với cái bộ chuyển đổi này của Makita thì máy có thể hoạt động như là một cái máy vặn vít thông thường. Đây, ta cùng ở đây là cái hai cái miếng gỗ này nó không đủ chiều dài cho con vít nên mình nó sẽ bắn xuống mặt bàn, cho nên là mình sẽ không bắn hết.
rất là đơn giản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, xin hãy cho chúng tôi một like, comment, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin cảm ơn. I could carry through.